chỉ nhận được sự quan tâm ủng hộ của các đồng chí trong đảng ủy, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường mà còn luôn nhận được sự quan tâm chăm lo của tổ chức, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân xã phường nơi cư trú. Và phần chương trình hôm nay do các đoàn phường cụm số 1 của đoàn trường phối hợp tổ chức với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo thường trực đảng ủy các phường, các bậc cha mẹ học sinh, một lần nữa cho thấy sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong việc quan tâm chăm lo giáo dục thế hệ trẻ. Và đoàn trường vẫn thường xuyên liên hệ phối hợp trong công tác thanh niên, đã làm tốt việc giới thiệu đoàn viên về sinh hoạt đoàn tại địa phương khi nghỉ hè, cùng phối hợp tham gia nhiều các hoạt động ý nghĩa khác. Thay mặt cho nhà trường, tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm phối hợp rất thiết thực và hiệu quả đó. Các đồng chí đoàn viên thanh niên học sinh thân mến, đạo đức lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước tự hào dân tộc, nuôi dưỡng ước mơ hoài bão, khát vọng vươn lên, nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với nhà trường, quê hương đất nước và với xã hội, chúc bác phấn đấu không ngừng tiến bộ trong học tập và rèn luyện, đóng góp tích cực cho gia đình và địa phương nơi cư trú. Tôi đề nghị các tổ chức đoàn tiếp tục tích cực tham mưu và cùng với các ủy đảng lãnh đạo các phường